Cầm ngã ngã ba thanh kim, cắt ngã ba thanh kim chỉ có 500m thôi nha vậy ha. Diện tích ngang, diện tích ngang là ngang 5.5m, người sâu vô 4.5m. Và cái giá những kỳ ưu đãi cho cô chú anh chị mình luôn, cho anh chị em công nhân mình tìm được một mái ấm gia đình. Để với cái mức giá báo ngay đầu clip cho mình luôn là 380 triệu thôi nha anh chị ha. Sở hữu ngôi nhà này không phát sinh thêm chi phí gì hết ha. Và nhà mình tặng nội thất cho cô chú anh chị luôn ha. Đó, nhìn rất là ok nha cô chú anh chị. Này cô chú anh chị quay ra đây à, nhìn lại cái mặt tiền của mình nè. Đó, đẹp ha. Nhà mình đó thì một trệt và một gác suốt nha anh chị ha. Nhà có số nhà nè, đồng hồ điện, đồng hồ nước em xin sẵn cho cô chú anh chị luôn ha. Mặt tiền em dán gạch rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đó, em tặng cho cô chú anh chị mình một bộ ghế sofa ha. Và đây tường thì mới dán khung cho mình lắm luôn ha. Nhìn rất là đẹp luôn. Ở đây đó, thì mình đặt mấy gạch này đây nha cô chú anh chị ha. Ở đây cô chú anh chị mình có thể là đến một bàn ăn hoặc một bàn chè tivi rất là đẹp cô chị ha. Biết mình ở nhỏ xinh xinh, chè tủ gỗ không chị ha, có rồi nước đầy đủ luôn, còn để chén cho mình luôn ha. Đó thì toilet của mình đầy đủ trang thiết bị, rồi sen, rồi xịt lavabo, bồn cầu ha. Và đặc biệt nhà trong toilet em dán gạch lên tới tận nóc luôn ha, tự nhau. Đó, và cô chú anh chị mình ở đây có cái cửa sổ mặt tiền hậu dẫn của mình luôn ha, rất là tuyệt vời ha. Còn cô chú anh chị mình lên trên lầu nha. Còn cầu thang ở đây lên mình có một cái gác suốt của mình chị á, nó rộng, đây là chân của mình, rất tuyệt vời. Họ dán trên chân nè, cái ghé xuống rất là rộng rãi của chú chị luôn. Cô chú chị về đây có thể mình ngang cái chắc trên hai phòng của chú chị ha, có được hai phòng luôn cho cô chú chị mình làm điều kiện thích căn nhà ở có phòng rộng rộng trên rộng rãi thì về đây ha. Và mình có cửa sổ ở đây mình có cửa sổ rất tuyệt vời ha. Đó, mức giá em sẽ báo 20 lít nha chị ha, đầu tiên là có báo rồi đó. Và cái nhà mình á, cô chú chị mình nhớ cho em là nằm trên đường quốc lộ 40 gần với cầu Hồng Thành nha. Và từ quận 8, quận 4, quận 5 thì đây rất là gần. Cô chú anh chị mình sở hữu ngôi nhà này hàng ngang 4.5m, ở ngang 5.5m và chiều sâu 4.5m với mức giá trên 280 triệu rồi. Qua điện thoại cô chú anh chị sẽ xong. Gọi số điện thoại để màn hình này, em sẽ tư vấn cho cô chú anh chị biết và được xem nhà ha. Chỉ còn lại có 2 căn nha cô chú anh chị ha. Trên tay lên nha. Và xin chào cô chú anh chị.